Sáng nay 28 tháng 2, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.900 người nhiễm chất độc hóa học, trong đó có trên 1.400 người được hưởng chế độ chính sách hàng tháng. Nhìn chung, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các cấp hội đã đạt được những kết quả nhất định trong việc vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan thực hiện chăm sóc, thăm hỏi và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, với số tiền là trên 7 tỷ 200 triệu đồng. Một số huyện hội như là Đức Hòa, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Bến Lức tuy có gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh nhưng vẫn khắc phục để đạt được hiệu quả cao trong công tác vận động nạn nhân, người nghi phơi nhiễm vượt qua khó khăn. Trong năm 2022, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam dioxin, tham gia các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương trong tình hình bình thường mới. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Long An vì có thành tích tốt trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam năm 2021.